Việt Nam với 80% dân số hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, trong bối cảnh phải chịu sự tác động nghiêm trọng bởi biến đổi khí hậu và đại dịch COVID-19 đã khiến cho ngành nông nghiệp nước ta chịu nhiều khó khăn, thách thức. Tuy nhiên, vượt qua những khó khăn thách thức đó, từ năm 2020 đến nay, ngành nông nghiệp vẫn khẳng định vị trí, vai trò của mình là trụ đỡ của nền kinh tế đất nước và bảo đảm an ninh lương thực quốc gia. Hiệu quả của quá trình cơ cấu đã khẳng định nông nghiệp tiếp tục là thế mạnh của nước ta với việc hình thành nhiều vùng nông nghiệp đặc thù theo chức năng. Nông nghiệp sạch, an toàn, nông nghiệp ven đô, nông nghiệp sản xuất hàng hóa quy mô lớn, nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu. Ngoài ra, việc ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất đã góp phần nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả sản xuất nhiều loại nông sản. Giá trị sản xuất trên một đơn vị diện tích tăng gần 70% so với 10 năm trước đây. Ứng dụng khoa học công nghệ đã và đang thay đổi tư duy sản xuất nông nghiệp của người nông dân để hướng đến phát triển nền nông nghiệp bền vững. Hợp tác xã Na Lục Nam là một trong những đơn vị đầu tiên ứng dụng chuyển giao khoa học kỹ thuật trong việc trồng na cho các thành viên trên địa bàn huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang. Nhờ ứng dụng khoa học kỹ thuật trong sản xuất na, nên ngay từ đầu vụ, giá bán na của hợp tác xã đã tăng từ 30 đến 50% so với na trồng theo phương pháp truyền thống, dao động từ 40 đến 45.000 đồng một kg. Thì bà con nói chung là tất cả về kỹ thuật cây na là làm rất theo khoa học kỹ thuật. Cho cắt cành, tỉa cành, rồi thụ phấn quả, rồi tỉa cả thuốc sâu thực vật là cũng không có vì làm na sạch mà. Đây sử dụng cái phân Sibergo, phân hữu cơ. Vườn na của hợp tác xã tôi 100% triển khai làm na sạch. Bản thân của chúng tôi thì thật ra là cũng là người làm vườn và cũng là vừa thương lái. Thì nếu mà bán được cái quả na mà mình chất lượng mà đến người tiêu dùng mà được giá thì chúng tôi rất là vui và phấn khởi. Ứng dụng khoa học kỹ thuật trong trồng, chăm sóc na theo hướng Việt Gáp, sử dụng phân bón hữu cơ trong sản xuất đã góp phần mang ra thị trường những quả na có chất lượng cao, năng suất tốt. Ngoài ra, giá trị ngày một được nâng cao đã khiến người nông dân trồng na từng bước thay đổi tư duy trong canh tác. Sử dụng cái hữu cơ vi sinh ấy, thì cái thứ nhất là giảm thiểu về cái công vận chuyển, cái nguồn phân bón. Mà cái thứ hai nữa thì nó đảm bảo về vệ sinh môi trường, đảm bảo cho sức khỏe cộng đồng. Thế và đặc biệt là cho cái bà con nhân dân là tập trung đi vào bỏ dần cái thói quen sản xuất theo cái thói quen cũ. Trên địa bàn huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang, hiện có khoảng 1.700 hectare na tập trung tại một số xã như Huyền Sơn, Nghĩa Phương, Đông Hưng, Đông Phú. Năm nay, sản lượng na của huyện Lục Nam ước đạt 1.400 tấn quả. Hầu hết các diện tích trồng na trên địa bàn huyện đã được người dân chuyển dần sang canh tác theo hướng Việt Gáp và từng bước hướng đến sản xuất na theo hướng hữu cơ. Khi sản xuất theo cái hướng sinh học thì nó có nhiều ưu điểm. Một là giúp cho cây sinh trưởng phát triển tốt hơn và cái khả năng cho quả này nó bền vững hơn. Vấn đề thứ hai là cân đối được cái nguồn dinh dưỡng trong cải thiện môi trường đất. Và vấn đề thứ ba là giúp cho cái chất lượng quả na được ổn định hơn. Ví dụ như là cái độ bric được thì tăng cao hơn và giúp cho cây sinh trưởng bền hơn. Hiện nay Lục Nam đang tập trung cao cho cái hướng là sản xuất theo quy trình sinh học. Ngoài chú trọng nâng cao năng suất, chất lượng cho sản phẩm na của địa phương, huyện Lục Nam còn hỗ trợ đăng ký truy xuất nguồn gốc, hỗ trợ làm nhãn mác, bao bì cho nông sản, chỉ đạo các xã giữ ổn định diện tích, tăng cường áp dụng kỹ thuật chăm sóc theo tiêu chuẩn Việt Gáp, hỗ trợ kinh phí để phát triển thương hiệu, xúc tiến thương mại để tìm đầu ra ổn định cho sản phẩm na giai Lục Nam trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 như hiện nay. Còn tại tỉnh miền núi Sơn La, thực hiện các chính sách pháp luật về khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi. Thời gian qua, tỉnh đã tập trung nghiên cứu, nhân rộng các đề tài ứng dụng khoa học công nghệ trong phát triển cây trồng, từ đó tạo sự chuyển biến về mô hình phát triển sản xuất, mang lại hiệu quả kinh tế xã hội thiết thực, góp phần cải thiện đời sống đồng bào dân tộc thiểu số. Các doanh nghiệp, hợp tác xã, các hộ gia đình, nông dân trong tập trung chỉ đạo vùng sản xuất theo hướng là sản xuất sạch, sản xuất theo các tiêu chuẩn Việt Gáp, Global Gáp và sản xuất nông nghiệp hữu cơ để đáp ứng yêu cầu và nhu cầu thị trường hiện nay đối với sản phẩm hàng hóa nông sản chúng ta. Đây là nhiệm vụ hết sức quan trọng vì chúng ta phải tập trung kích cầu, nâng giá sản phẩm và quảng bá cũng như khẳng định chất lượng của nông sản tỉnh Sơn La.
Với 14 thành viên, tất cả đều là bà con đồng bào dân tộc Mông ở bản Pó Nhàng, xã Vân Hồ, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La. Tổ hợp tác rau an toàn được thành lập đã được sự hỗ trợ về kỹ thuật trồng, chăm sóc, thu hoạch trong dự án, cải thiện liên kết giữa thị trường và người sản xuất rau trái vụ vùng Tây Bắc Việt Nam. Nguồn kinh phí hỗ trợ của Trung tâm Nghiên cứu Nông nghiệp Úc ASEA thuộc chương trình Sinh kế cộng đồng. Sau một thời gian triển khai dự án đã góp phần làm thay đổi tư duy trong sản xuất nông nghiệp của người dân nơi đây. Trước đây, khi chưa tham gia vào tổ hợp tác sản xuất rau an toàn, sản xuất rau thông thường có nghĩa là phun cái loại thuốc gì mình đều không quan tâm đến tên thuốc hay là một cái vấn đề gì đấy của thuốc. Còn bây giờ, mình sản xuất có trách nhiệm hơn, không phun linh tinh như trước kia nữa nên bán được vào siêu thị, các cửa hàng an toàn thì giá cả luôn ổn định hơn so với trước đây. Sau 4 năm triển khai chương trình Sinh kế cộng đồng, cách thức sản xuất của 39 hộ đồng bào dân tộc thiểu số tham gia dự án đã thay đổi theo hướng tích cực. Toàn bộ sản phẩm được sản xuất theo tiêu chuẩn Việt Gáp. Đây là sáng kiến của Central Retail nhằm hưởng ứng chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Dự án đã mang lại hiệu quả tích cực trong việc ứng dụng khoa học kỹ thuật với bà con dân tộc thiểu số. Từ khi mà chương trình Sinh kế cộng đồng tới với người dân thì người dân Vân Hồ mới đầu tiên có vài tháng thì họ còn bỡ ngỡ, nhưng về sau thì tôi thấy rằng là họ cũng đã bắt đầu tiếp ứng với những cái kỹ thuật trồng trọt mới, ví dụ như là rau an toàn rồi là Việt Gáp, và thậm chí là như chia sẻ của một số bà con nông dân là cũng sẽ nuôi trồng theo cả sản phẩm hữu cơ. Và thêm nữa là gì, bà con ở Vân Hồ hiện nay là họ cũng rất là nhanh nhạy là đưa ra nhiều phát triển nhiều sản phẩm mới hơn để phù hợp với cái tiêu dùng và xu hướng tiêu dùng của thị trường và của người dân. Hiện bây giờ làm rau như thế này thì lợi nhuận cao hơn. Một vụ như thế này thì chỗ mùa thì giá cao. Bắp cải, cà chua sẽ được 30 đến 40 triệu. Một năm thì được hai lứa thì mỗi năm thu được 60 đến 70 triệu thì sẽ gấp đôi so với trước kia mình trồng ngô, trồng lúa. Ngày xưa mình trồng cả năm vất vả mà được rất ít, còn bây giờ làm rau rất nhàn. Buổi sáng đi tưới, buổi chiều cũng đi tưới, một tí là xong. Còn tại huyện miền núi Thuận Châu, tỉnh Sơn La, xác định đây là địa phương dễ bị ảnh hưởng bởi thiên tai, bão lũ, ảnh hưởng đến đời sống sinh kế của bà con. Do đó, dự án bảo tồn và phát triển đa dạng sinh học cho nhóm cộng đồng nghèo nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu tại tỉnh Sơn La đã được triển khai thực hiện. Dự án do Trung tâm Phát triển Nông thôn Bền vững phối hợp với Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Sơn La xây dựng với mục tiêu giúp người dân có những giống lúa mới, năng suất cao, phẩm chất tốt, có khả năng chống chịu với điều kiện đất đai, khí hậu. Dự án hướng tới là giúp bà con cách để giống, giúp bà con cách làm thế nào mà tăng cái tỷ lệ sử dụng giống thuần nhiều hơn giống lai. Đấy là mục tiêu của mình. Và cái mục tiêu đấy thì nó hướng tới cái gì? Nó hướng đến ba cái trụ cột của nông nghiệp thông minh với khí hậu. Thứ nhất là an ninh lương thực. Khi bà con sử dụng giống lúa thuần của địa phương thì bà con biết cách để giống. Biết cách để giống thì có nghĩa là bà con chủ động với cái nguồn giống. Khi gặp cái điều kiện bất thuận là họ có thể có được giống để họ sử dụng. Và lương thực thì lúc nào cũng đầy đủ. Cái chân thứ hai là cái chân thích ứng. Khi mà sử dụng cái giống lúa thuần ý, thì rõ ràng là cái khả năng thích ứng của nó đối với điều kiện của địa phương tốt hơn là giống lúa hai. Thế và cái thích ứng tiếp theo nữa là gì? Là cái mà cái canh tác của bà con nó cũng sẽ phù hợp hơn. Về cái chân đất, về cái nền phân bón mà bà con sử dụng thì nó sẽ phù hợp hơn. Mô hình canh tác lúa thông minh ứng phó với biến đổi khí hậu được triển khai tại 8 bản của 2 xã Mùi Nội và Bon Phạng với 250 hộ tham gia. Từ hiệu quả của mô hình đã có tác động tích cực tới tư duy nhận thức của bà con nông dân trong việc đẩy mạnh áp dụng khoa học kỹ thuật vào canh tác lúa, mang lại giá trị hiệu quả cao hơn trên một đơn vị diện tích. Trồng bây giờ thì đây nó này hiệu quả hơn. Trước thì này trồng gia đình trồng thì nó lại trồng hơi dày, nó lại không lẻ nhánh được mới. Giờ thì trồng nó này thưa thì nó này để quá nhiều nhánh, bón phân thì nó này bón ít nhưng mà nó này hiệu quả hơn. Trước thì gia đình thì bón nhiều hơn nhưng mà cũng không hiệu quả bằng cái. Để bảo đảm ứng dụng khoa học kỹ thuật vào thực tiễn trong đời sống đồng bào dân tộc, hàng năm thông qua các dự án đề tài, tỉnh Sơn La đã tập huấn quy trình kỹ thuật trồng, chăm sóc, thu hái, bảo quản cho hàng ngàn lượt người dân.
nhiều mô hình ứng dụng khoa học kỹ thuật đã đi vào đời sống và có tác động tích cực, góp phần thay đổi đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số. Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, trong 10 năm qua, ngành nông nghiệp nước ta đã tiến hành chuyển dịch theo hướng thích ứng với biến đổi khí hậu và yêu cầu của thị trường, chuyển từ lúa sang cây ăn quả, rau, cơ cấu thủy sản tăng nhanh, nông nghiệp giảm, phát triển mạnh các chuỗi giá trị, thu hút doanh nghiệp đầu tư vào chế biến quy mô lớn, tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ, đẩy mạnh dồn điền đổi thừa, cơ giới hóa. Trong nhiều năm qua thì phải khẳng định là khoa học công nghệ trong nông nghiệp đã đóng góp vào khoảng trên 35% thì giá trị gia tăng, đồng thời làm giảm cái thất thoát sau thu hoạch xuống từ 12%, giờ chỉ còn có trên dưới 10%. Với một cái khối lượng nông sản như thế mà chúng ta lại mang lại một cái giá trị như thế, chúng ta giảm cái thất thoát như thế, để thấy cái vai trò của khoa học công nghệ trong nông nghiệp rất là to lớn. Có thể nói để phát triển nông nghiệp bền vững, nâng cao giá trị sản phẩm, việc ứng dụng khoa học công nghệ là hướng đi tất yếu cả trước mắt và lâu dài. Những nông sản làm ra có chất lượng ngày một tốt hơn, thị trường tiêu thụ rộng mở hơn, giá trị nông sản tăng cao theo thời gian là một cú hích khiến người nông dân Việt Nam đã và đang dần thay đổi tư duy để bắt kịp với xu hướng sản xuất nông nghiệp trên thế giới. Phát triển nông nghiệp theo hướng công nghệ cao là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội trong giai đoạn nước ta đang hội nhập với nền kinh tế thế giới, là chìa khóa giúp Việt Nam đi tắt đón đầu và thực hiện thành công mục tiêu đề ra. Sản xuất nông nghiệp theo hướng công nghệ cao không những mang lại năng suất cao, chất lượng tốt mà còn tiết kiệm công lao động, sản phẩm tạo ra an toàn. Mô hình ớt chuông công nghệ cao ở huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế mà còn trở thành điểm tham quan, học hỏi kinh nghiệm của nhiều nông dân. Giống ớt chuông được trồng tại vườn gồm mã extra màu đỏ và Dilax màu vàng, có kích thước lớn, màu đậm tươi, thời gian bảo quản dài, có nguồn gốc từ Ấn Độ. Toàn bộ ớt được trồng trên giá thể sơ dừa, trộn bọt đá núi lửa, kết hợp chế độ chăm sóc khoa học nên nấm bệnh ở bộ rễ được kiểm soát lên đến 95%. Việc lắp đặt hệ thống tưới thông minh giúp điều tiết lượng nước và phân bón phù hợp. Hiện ớt chuông được trồng với mật độ từ 13.000 đến 16.000 cây một hecta với số vụ sản xuất 1 đến 2 vụ một năm. Nước và phân bón được cung cấp đồng thời qua hệ thống tưới nhỏ giọt. Hệ thống tưới có thể được điều khiển tự động hoặc bán tự động tùy theo quy mô sản xuất và điều kiện đầu tư. Khi cây ra bông thì hàng ngày từ 8 đến 10 giờ tiến hành rum cây để thụ phấn cho ớt, tiến hành cắm cây và răng dây làm giá đỡ cho ớt, thường xuyên tỉa lá gốc và chồi để cây sinh trưởng phát triển cân đối, tăng năng suất. Sử dụng biện pháp phòng trừ tổng hợp IPM để quản lý sâu bệnh hại khi sản xuất ớt, dịch bệnh vì thế cũng không thể lây lan. Từ lúc xuống giống đến lúc thu hoạch ớt chuông là 3 tháng. Nếu chế độ chăm sóc như trên thì cây sẽ cho thu hoạch liên tục 6 tháng. Mỗi cây đạt năng suất trung bình 5kg một trái. Hiện mỗi tháng, vườn đạt năng suất 40 đến 50 tấn ớt và tiêu thụ ổn định với mức giá từ 38.000 đồng đến 40.000 đồng 1kg. Hiện chủ vườn đang thực hành sản xuất theo quy trình Việt Gáp và thời gian tới triển khai quy trình Global Gáp để bảo đảm các tiêu chí của thị trường quốc tế. Từ việc sản xuất hiệu quả, chủ vườn đang tiếp tục xây dựng khu nhà kho sơ chế, đóng gói rộng 1.000 m2 và tiếp tục đầu tư mở rộng khu sản xuất thêm 4 hecta nhằm hướng tới xuất khẩu.